Một lô đất view hồ bám hồ lớn giá rẻ bất ngờ, vị trí tại mặt hồ lớn nhất xã Bằng Nguyệt Thạch Thất, sát khu công nghệ cao Hòa Lạc, không khí trong lành về tương lai sẽ là một khu vực rất đặc địa. Và đây là vị trí của lô đất với hai mặt tiền, một mặt bám hồ hơn 5m và đây là đường bám hồ đã đổ nhựa, rất là đẹp. Vị trí lô đất là dấu chấm xanh trên màn hình ra đại lộ Thăng Long chỉ mất 2 phút, đó chính là những đường kẻ màu xanh đây. Và đằng sau của lô đất, đây là đường này, đường này là chính là đường vành đai của công nghệ cao chạy thẳng ra đại lộ Thăng Long. Vâng, đây chính là đường vào quý chị nha. Vâng, xung quanh của lô đất thì rất nhiều nhà trọ. Đây, nhà trọ xây rất là chi chít luôn, rất nhiều luôn. Đây là một khu vực rất là đắc địa, phù hợp với anh chị nào đang công tác tại khu công nghệ cao Hòa Lạc. Đây chính là đường ra đại lộ Thăng Long đây. Và đây chính là đường vào. Đấy, phù hợp với anh chị nào đang công tác tại khu công nghệ cao Hòa Lạc có thể mua để đầu tư và để ở sau này.